chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Đẹp quận 7 và Nhà Bè. Ngày hôm nay mình sẽ được tất cả quý cô chú anh chị đến tham quan một căn nhà phố nằm trong khu dân cư nội bộ, đường nhựa 7m. Căn nhà có vị trí rất là đắc địa khi nằm ngay chỗ bùng binh nên xe hơi ra nhà có 2-3 chiếc, 3 chiếc nó đậu ngoài thoải mái. Hiện tại có một chiếc đậu ở ngoài nè và một chiếc đậu ở trong nhà. Căn nhà với diện tích là ngay 64 x 13m, gồm 4 phòng ngủ, 5 phòng vệ sinh, hiện tại đang rao bán trên thị trường, đó chính là giá 9 tỷ 200 triệu. Bây giờ cùng với Giang đi vào chi tiết của căn nhà hơn nha. Căn nhà nằm trên trục đường Huỳnh Tấn Phát. Cái căn nhà này từ đây ra Huỳnh Tấn Phát tầm khoảng 100m nha mọi người. Căn nhà đã được trang bị đầy đủ các thiết bị nội thất rồi. Căn nhà là hướng đông bắc, phù hợp với khách làm mạnh tây tứ trạch, gồm cái hướng tây, tây nam, tây bắc và hướng đông bắc. Do đặc thù là bề ngang tới 64 nên căn nhà được chia làm hai cánh cửa vô nè. Cửa bên trái là cửa hậu, đây cửa chính ta vô xe hơi. Đây, gara xe hơi nha, còn xe máy chúng ta để ở cửa hậu ạ. Ở không gian dưới tầng trệt nè, bố trí rất hợp lý, ta có sẵn chỗ để xe máy. Và khu vực đây có thể đậu được chiếc xe hơi, này xe hơi 4 chỗ, 7 chỗ đậu thoải mái luôn nha. Đó, mặc dù đã đậu xe hơi rồi nhưng đi ra đi vô vẫn vô tư thoải mái luôn. Còn đây là không gian của phòng khách. Không gian phòng khách đó đã được trang bị đầy đủ các thiết bị nội thất rồi. Đó, mọi người thấy không? Có một bộ sofa nè, có tivi. TV này khoảng 65 inch, ngồi đây xem giải trí cũng khá là thoải mái. Do cái căn nhà này thiết kế quá nhiều cửa sổ nên thành ra không gian tràn ngập ánh sáng. Để xem chính hai thì trong khu vực phòng bếp có những gì nha. Đây, khu vực bếp đã được trang bị đầy đủ các thiết bị rồi, đầy đủ các công năng. Đó, có sẵn một cái lò vi sóng nè, rất nhiều ngăn luôn. Bề mặt của bếp được sử dụng là đá hoa cương ở dưới nền nè. Bề mặt dưới đây cũng được sử dụng đá hoa cương luôn. Cái tủ bếp gỗ này màu trắng nè, tạo cho một khu vực đây khá là trang nhã và nó có một sức hút gì khá là đặc biệt nha mọi người. Và đây sẵn một bộ bàn ăn, bộ bàn ăn đây còn 6 ghế. Nếu mà có khách tới nhà chúng ta có thể để được nhiều ghế. Khu vực bàn ăn này rất là rộng rãi, thoải mái. Đó, như Giang đã nói trên đầu clip á, căn nhà này được sử dụng rất nhiều cửa sổ nè. Đây, không gian cái cửa sổ đây lấy ánh sáng từ phía sân sau vô, làm cho cái khu vực bếp đây đầy đủ ánh sáng. Và đây có sẵn một cái tủ lạnh side to side dưới chân cầu thang. Đó, tủ lạnh rất to nè. Rồi có một cái hộ tủ. Đây là một hộ tủ mà để đồ khô, những đồ như mì tôm gì đó, những đồ khô cũng tha hồ để nha. Trong cái tủ đây nè, tủ gỗ là màu trắng nè, ở phía trong là sử dụng những ánh đèn màu vàng nè, tạo cho một khu vực đây trông khá là bắt mắt và hiện đại. Tủ rồi đóng kịch trần luôn nha mọi người. Ở phía sân sau á là nơi kết hợp lấy gió ánh sáng, ngoài ra có sẵn thêm cái toilet. Căn nhà này anh chị chủ nhà đã sử dụng một cái tiểu cảnh nho nhỏ, trồng khá nhiều cây, có một cái đèn nè, đèn này rọi xuống rất là đẹp. Ở phía sau đây là có cái toilet nha mọi người. Vừa rồi Giang đã giới thiệu mọi người xong ở dưới lầu 1. Xin lỗi, vừa rồi Giang đã giới thiệu mọi người xong dưới tầng trệt của căn nhà. Bây giờ cùng với Giang đi lên trên lầu 1, lầu 2 và trên sân thượng nha. Đây là lầu 1 của căn nhà. Chúng ta vào phòng master trước. Trong phòng master đã được trang bị đầy đủ các thiết bị nội thất nè. Tông màu chủ đạo của cái phòng master là màu trắng. Có một cái giường và một bộ nệm màu hồng nè, tạo cho một điểm nhấn cho khu vực đây nha. Đây, trong phòng đã trang bị đầy đủ nội thất nha, như giường, nệm, tủ quần áo, có một cái bàn trang điểm. Đối diện với cái giường nệm đây, đó chính là một hệ tủ. Hệ tủ để tivi và để quần áo luôn. Anh chị chủ nhà rất là tinh ý khi sử dụng một cái góc ở đây, vừa làm nơi để tivi, đặt cái tivi nè. Và kết hợp đó có nhiều cái ngăn tủ, hồi chúng ta để đồ với quần áo nha. Ở phía trong là có sẵn cái toilet. Trong tất cả 4 phòng của căn nhà thì mỗi phòng đều có toilet sử dụng riêng nha. Cái ban công phòng master đây rất là rộng. Nó nhìn ra một không gian, một khoảng không rất là thoáng mát. Căn nhà này nằm ở ngay chỗ cái bùng binh nên không gian trước nhà mình sẽ không bị đối diện nhà, đối diện nhà nha mọi người. Đó, chúng ta nhìn ra rất là thoáng mát luôn. Bây giờ cùng với Duyên đi ra phòng ở phía sau. Phòng ở phía sau đây cũng khá giống như cái phòng phía trước nè, đã được trang bị đầy đủ cái nội thất rồi.
như giường nệm, tủ quần áo, tấp đầu giường, có sẵn một cái toilet. Vừa rồi Giang đã giới thiệu mọi người xong ở dưới lầu 1. Thường á là Giang sẽ lướt qua lầu 2, nhưng căn này có điều đặc biệt nên mình phải đi lên trên lầu 2 xem thử nha. Rồi, để xem trên lầu 2 có gì đặc biệt mà Giang phải đi review khu vực trên đây. Đó, có một khoảng sân vườn nho nhỏ nè, thông suốt với cái giường ngủ luôn. Tối chúng ta có thể ra đây thư giãn đọc sách gì đó trước khi vô ngủ. Không gian khá là cởi mở so với cái phòng ngủ đây. À, trong phòng ngủ cũng đã được trang bị đầy đủ các thiết bị nội thất rồi, giống như hai phòng phía dưới thôi, gồm giường nệm, tủ quần áo, tấp là giường. Cái phòng đây là tràn ngập ánh sáng luôn nha mọi người. Hai bên cửa bốn cánh mở ra phải là vừa ánh sáng vừa gió vô tư. Phòng này rất là lý tưởng luôn á. Đó, đóng lại. Rồi, đi giờ cũng có gian đi ra phòng ở phía sau nè. Nó phòng phía sau thì giống như cái phòng lại thôi, nó cũng đầy đủ nội thất rồi, như giường nệm, tủ quần áo, tấp đầu giường, có bàn trang điểm rồi, có kệ tivi, có sẵn cái toilet luôn. Bây giờ cùng với Giang đi lên trên sân thượng nha. Trên sân thượng á thì sẽ gồm là sân thượng trước, sân thượng sau, chính giữa có phòng thờ. Đây là sân thượng sau. Sân thượng sau chúng ta làm một cái phòng giặt và có sẵn một cái toilet luôn. Đó, phòng giặt phơi đồ sẵn đây. Giờ đi ra ở cái phía sân thượng trước. Khu vực sân thượng trước đây là nơi có thể là thoáng mát nhất và rộng rãi nhất của căn nhà, và nơi đây chúng ta có thể tổ chức những tiệc nướng nè, những tiệc thân mật bên người thân và bạn bè. Không gian rất là thoải mái luôn, tha hồ cho mọi người tổ chức tiệc tùng nha. Ở phía sau có sẵn cái toilet rồi đó, chúng ta có thể tổ chức vui chơi đây và đi vệ sinh ở phía sau cũng rất là tiện lợi. Vừa rồi Giang đã giới thiệu mọi người xong căn nhà, cho Giang cung cấp mọi người lại thông tin nha. Căn nhà với diện tích là 6m3 x 113m, được thiết kế với một trệt hai lầu sân thượng. Giá đang rao bán trên thị trường đó chính là 9.200.000.000. Mọi người khi xem video clip á, vui lòng cho Giang một lượt like, một lượt share và một lượt đăng ký để Giang có động lực làm những video tiếp theo nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.